Thân mến chào quý cô bác anh chị, các bạn cùng các em gần xa trong và ngoài nước. Hôm nay là chiều ngày 5 tháng 3 năm 2023, là một buổi chiều của ngày Chủ nhật. Hiện tại bây giờ em đang quay phim lúc bây giờ là 5 giờ chiều rồi quý cô bác và anh chị. Hôm nay sẽ cập nhật cái tình hình sau một tháng Tết, những ngày Tết. Thì ở tại cái chỗ nơi này là cái chỗ cái đầm Cù Mông, thì muốn quay cập nhật gửi đến cho quý cô bác anh chị gần xa trong và ngoài nước. Chúng ta cũng muốn tìm hiểu biết là trong cái thời gian Tết, rồi trước Tết, rồi bây giờ sau Tết, thì ngay chỗ cái đầm Cù Mông của thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, là cái chỗ này, cái địa phương nó thuộc về xã Xuân Bình nha, và xã Xuân Lộc. Thì hôm nay làm cái video này để gửi đến cho quý cô bác và anh chị các bạn gần xa chúng ta xem, để chúng ta biết được là cái tình hình về cái cuộc sống, cũng như cái thời tiết, cũng như là cái kinh tế. Thì hiện tại bây giờ em đang đứng ở đây á, thì thời tiết rất là lạnh và gió nữa. Chúng ta nhìn xa xa thì cái bầu trời nó không có được trong xanh, không có được rõ, giống như theo những cái thường lệ vào những cái ngày tháng mà của những cái năm tháng như thế này ạ. Thì ở tại chỗ cái nơi này thường là trời rất là ấm và cái quang cảnh quang đãng rất là đẹp luôn. Nhưng mà đến bây giờ chúng ta nhìn xung quanh cái cảnh ở đây thì chúng ta thấy nó rất là buồn. Nó buồn về cái không gian, không cảnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ những cái buồn nào và những cái gì mà đến bây giờ ở tại đầm Cù Mông này nó ra sao. Đáng lẽ thì em phải quay từ ngay chỗ cái cập nhật những cái ván bồng bềnh, ngay chỗ mà cái cầu bê tông của xã Xuân Bình và xã Xuân Lộc cho quý cô bác và anh chị chúng ta xem á. Nhưng mà do là cái chỗ đó chỉ nó có một cái chỗ, ngay chỗ cái cầu thôi, rồi ngay chỗ cái quán đó nó có một vài cái ván thôi. Nhưng hôm nay mục đích em chia sẻ để chúng ta, các bạn gần xa trong và ngoài nước chúng ta, để cập nhật cái tình hình sau Tết. Thường là trước Tết là những cái chỗ, đây là cái chỗ vui chơi, ăn chơi rất là nhiều. Mọi người ở các xã lân cận, rồi các tỉnh lân cận họ cũng thường về đây. Nhưng mà cái ngày hôm nay là ngày Chủ nhật. Đó, thì ngày thứ bảy rồi ngày Chủ nhật là một trong những cái ngày chúng ta phải nói là cái ngày mà nhiều người họ đổ xô về những cái nơi vùng miền, những đặc biệt hơn là về những cái nơi bè như thế này. Họ vui chơi, họ ăn những cái con hải sản, thường là như vậy. Nhưng mà đến bây giờ chúng ta thấy thì cái chỗ này là một trong những cái quán, thì quý cô bác và anh chị các bạn gần xa chúng ta cũng biết rồi. Cái quán mà ở chỗ nơi này là những cái quán này thường những vào ngày thứ bảy, Chủ nhật, ngày cuối tuần á, thì chúng ta thấy rất là đông khách, xe du lịch, xe con, rồi họ về đây rất là đông. Nhưng đến bây giờ thì chúng ta thấy cái chỗ này là cái phía trước của cái của những cái chỗ mà cái bãi đậu xe của khách. Nhưng bây giờ chúng ta thấy trống vắng, không có khách, đúng không Vico Bác và anh chị? Đó, thì chúng ta thấy nó trống vắng, nó rất là buồn luôn. Thường là chúng ta thấy là những cái nơi mà chỗ mà vui chơi cuối tuần, gọi là rai rai một vài ly bia ly rượu á, thì đến hiện tại bây giờ chúng ta thấy thì hôm nay là ngày thứ bảy Chủ nhật là ngày nghỉ, chúng ta gọi là ngày hôm nay là ngày Chủ nhật là ngày nghỉ. Nhưng bây giờ chúng ta thấy quán ở đây trong trơn. Đó, thì cả một cái con đường bây giờ chúng ta dạo đi quần quanh cả một cái khu này rất là nhiều quán. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là không có khách đến đây. Thì như vậy là nguyên nhân từ đâu? Quý cô bác và anh chị chúng ta thử tìm hiểu xem. Chúng ta ngẫm nghĩ xem là nguyên nhân từ đâu, mà do về cái vấn đề kinh tế, hay là do cái gì đó, hay là do thời tiết bữa nay lạnh, không khí nó lạnh. Thường là
vào cái mùa này á thì không khí trời thời tiết nó rất ấm, nhưng bây giờ em đang đi ở bên ngoài như thế này là em phải mặc áo lạnh. Thấy mọi người á đi ra đường là hình như là ai cũng mặc áo lạnh hết. Chúng ta nhìn này, chúng ta nhìn thấy cái lá cờ gió nó thổi thì thời tiết đã lạnh rồi mà chúng ta thấy có gió như thế này nữa thì cảm nhận thời tiết nó rất là lạnh hơn. Thì đây cái bãi đậu xe của một cái quán mà đến bây giờ chúng ta thấy không có một cái coi như chiếc xe nào, xe ô tô nào mà đậu hết. Thì ở đây chúng ta thấy quán rất là vắng tanh luôn. Chúng ta dùng cái từ vắng tanh đó, chúng ta thường hay người Việt của chúng ta thường hay so sánh cái từ gì với cô bác anh chị, ai đó còn biết cái câu so sánh từ gì mà chúng ta nói từ vắng, không có người gọi là vắng gì ta? Em nghĩ ra rồi, vắng tanh như chùa Bà Đanh, ăn vi của bác và chị. Thì bây giờ chúng ta nhìn xa xa bên kia cũng là một cái quán nữa này. Chúng ta thấy bây giờ đến bây giờ chúng ta thấy cả cái khu quán này á là không có khách, vắng lắm. Đó, vi của bác và chị, chúng ta thấy con đường vắng không có có người đi. Chúng ta thấy là thỉnh thoảng một vài người đi đó, như vậy là những người họ đi làm về chứ không phải là họ đi chơi, đi đến quán này. Chúng ta phải ở đây thấy không, quán này cũng không có người vào. Quán chúng ta thấy trong trơn, một vài chiếc xe Honda là xe của chủ quán ở nhà thôi đó, chứ không phải là chỗ quán, chứ không phải là khách đến. Rồi đến đây chúng ta nhìn thấy đó, quý cô bác anh chị, chúng ta dạo hết cả khu này, chúng ta thấy xem thử là hôm nay nguyên nhân lý do gì mà đến bây giờ những cái khu mà vui chơi như thế này, thường là những cái ngày nghỉ thì có nhiều khách họ về đây họ ăn chơi, chúng ta dùng cái từ là ăn nhậu luôn đi, cho nó rõ ràng chứ không có mờ mờ ảo ảo hết. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy thì quán rất là vắng, không có coi như là khách. Bây giờ chúng ta đến đây thì chúng ta thấy nè, cũng ở đây cũng cái vắng, những cái quán này cũng rất là vắng khách luôn nha, thấy không, rất là buồn thiêu. Thường vào những ngày chủ nhật như thế này là cả cái khu này thì chúng ta thấy rất là nhộn nhịp khách. Bởi vì em xin nói là ở đây là không những khách ở địa phương, nhưng mà khách chủ yếu ở những tỉnh lân cận, những cái xã ở những cái nơi khác. Chúng ta thấy những cái người mà họ ở xa, họ có điều kiện đi bằng xe hơi, họ đến đây họ vui chơi rất là nhiều luôn. Ở đây em phải nói là chủ yếu là khách sang trọng họ vào những cái quán này, còn những người mà có cuộc sống dưới trung lưu một tí thì xin lỗi em phải nói với, làm sao mà họ có điều kiện dám đi vào những cái nơi này họ vui chơi, họ ăn nhậu được. Chúng ta làm một tháng tiền lương bao nhiêu, 4 triệu 5 triệu bạc, nhưng mà một lần chúng ta đi vào đây thì chỉ có một ngày chủ nhật thôi. Cá nhân của một người nếu đi 4 người thì bỏ ra một người phải mất hết 1 triệu 500 đến 1 triệu thì chúng ta mới dám vào những cái quán như thế này. Nhưng mà khi mà vào cái quán như thế này thì nó mất đi một phần mấy của một cái tháng lương, thì như vậy làm sao chúng ta dám đến mà chơi để đảm bảo được cái cuộc sống trong một tháng, để mà chúng ta có coi như là đảm bảo được cái nhu cầu cuộc sống ăn uống những ngày tiếp theo nữa. Ở đây chúng ta thấy này, chỗ này cũng là một cái bãi đậu xe và giờ chúng ta thấy cũng không có xe ha. Rồi bây giờ chúng ta đi qua bên này, chúng ta nhìn xem ha. Đó, thì đây là mình quay những cái quán mà viết của bác anh chị gần xa. Có thể các bạn cũng xem được cái video mà các bạn đã từng đến cái nơi của những cái quán này, chúng ta đã vào này rồi thì bây giờ chúng ta không đến, nhưng mà hôm nay cái video này thì quý cô bác gần xa đã từng đến đây rồi, giờ thấy lại thì
quý cô bác cũng biết rồi. Cái lúc quý cô bác mà những tháng trước, những năm trước á, thì quý cô bác về đây chúng ta thấy rất là đông người ha. Đó, bãi đậu xe đồ rất là đông. Đây bây giờ chúng ta thấy đây là một trong những cái quán là cũng rất là nổi tiếng và cũng những cái ngày tháng mà chúng ta thấy cũng rất là đông khách. Nhưng mà đến bây giờ chúng ta thấy nè, đó, cái bãi đậu xe này cũng không có một, coi như là một chiếc xe nào đậu, không có một cái người khách nào hết. Chúng ta nhìn xa xa, nhìn vào quán này, quán tanh luôn á. Đó, rồi, cạnh bên chúng ta nhìn một cái quán cũng rất là hoành tráng, cũng rất là lớn, rất là rộng. Nhưng mà chúng ta thấy á, thì cũng không có khách luôn. Đây, quý cô bác quản trị ha. Đây, giờ chúng ta vào đây, chúng ta nhìn xem nè. Đó, thì ở đây chúng ta nhìn thấy cạnh quán ở bên kia thì cả một cái khu quán á, quý cô bác anh chị chúng ta thấy cũng không có khách á, vắng tanh luôn. Đó, quý cô bác nhìn thấy có khách không? Đó, không có khách đúng không? Đó, cạnh bên kia chúng ta nhìn một cái quán kia nữa thì cũng đang mở đèn sáng nhưng mà chúng ta thấy cũng không có một cái người khách nào đến hết. Đó, thì như vậy hôm nay những cái gì mà video tận mắt, tận tay, tận cái mắt nhìn thấy gửi đến cho quý cô bác và anh chị các bạn gần xa chúng ta xem á, thì từ nguyên nhân lý do gì mà đến hiện tại bây giờ trong cái thời điểm này là lúc 5-6 giờ chiều của ngày 5 tháng 3 là ngày Chủ nhật mà sao mà những cái nơi mà thường lệ vào những ngày nghỉ thì có rất là nhiều khách du lịch, khách đến đây họ chơi. Nhưng mà sao đến cái thời điểm này thì chúng ta thấy cả cái khu này là không có coi như là khách nữa. Thì quý cô bác và anh chị các bạn gần xa trong và ngoài nước thì quý cô bác sẽ có một cái suy nghĩ gì để mà chúng ta hiểu cho nó đúng như thế nào, chúng ta vào cùng nhau chia sẻ bằng cách là chúng ta bình luận những cái lời bình luận dưới ở phía dưới để cho nhiều quý cô bác và anh chị các bạn gần xa chúng ta có thể là tham khảo được mọi người một cái ý kiến vì sao, từ nguyên nhân nào mà thường lệ thì nó như vậy nhưng mà bây giờ thì nó không có còn như vậy nữa, là lý do nào thì khách không đến đây nữa, hay là như thế nào, hay là do cái ngày hôm nay cái thời tiết nó bất ổn bất thường thì chỉ có cái ngày tháng hôm nay thì nó không có khách, có thể là những ngày tháng tiếp đến thì nó có khách hay không. Thì thôi, như vậy hôm nay cũng làm một video cập nhật cái tình hình thời tiết cũng như là cuộc sống ở tại chỗ cái đầm Cù Mông thuộc về xã Xuân Bình và xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên là như vậy. Xin tạm dừng video ở đây. Hẹn các bác cô chú anh chị các bạn gần xa chúng ta sẽ đón xem những video chia sẻ về cuộc sống tiếp theo, những cái video tiếp ha. Bây giờ cuối video là ngày Chủ nhật rồi. Chúc quý cô bác và anh chị chúng ta một buổi chiều và một buổi tối thật là tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ với người thân ha.